Học các vị thần yêu thương người thế gian Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây Đều là những giọt nước trong cùng một đại dương Ba hai giáo Không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai Phật giáo Vì Xu nói hiếu kính với cha mẹ Yêu thương người khác như chính bản thân mình Kỳ Tô giáo Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển khởi phát những trí huệ trong kinh điển ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó ấn độ giáo nhưng loại vốn là cùng một dân tộc islam giáo linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau do thái giáo ta là jehovah các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình do thái giáo thượng đế không có đi và đến ngài ở khắp mọi nơi phổ độ cho hết thảy suy giáo đạo trời lợi mà không hại đạo thánh nhân làm mà không tranh đạo giáo thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất bái họa giáo học tập thần ái thế nhân tập mười tám Tịnh Không là pháp sư chủ giảng ngày 27 tháng 10 năm 2018 tại hội hữu nghị Tịnh Không thuộc tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hiệp quốc. Các vị pháp sư, các vị đồng học. Xin chào mọi người. Xin mời ngồi Xin mời xem Thần Ái Thế Nhân Trang 56 Trang 56 Chúng ta đem Kinh Văn đọc qua một lần Nhất thiết chư Phật Tất trì tam thế Nhất thiết chư Phật Giữ kỳ sở hóa nhất thiết chúng sanh thể tánh bình đẳng quyết định vô nhị đoạn văn này là từ kinh hoa nghiêm đây là một bộ đại kinh có phân lượng rất lớn Của Phật giáo Đại Thừa Trong đó muốn nói với chúng ta Tất cả vũ trụ nhân sanh Quá khứ hiện tại dĩ lai Phật Ngài đều biết Hết thảy chư Phật Các ngài biết không sót một thứ gì chư phật đều có cái năng lực này đều biết hết ba đời là nói quá khứ hiện tại dị lai đây gọi là tam thế tất cả mọi hiện tượng trong ba đời này thì chư Phật đều biết hết. Trong lời dịch cạn cợt của văn bạch thoại thì cũng nói được rất rõ ràng hai câu phía trước nói với chúng ta vị đại giác này chính là các vị phật đà các ngài đều biết tất cả quá khứ hiện tại và cả vị lai từ cảnh giới chúng sanh phàm phu tu hành đến quả vị thánh giác ngộ triệt để cũng chính là thành phật rồi và cả những chúng sanh mà các vị phật đã giáo dục và hóa đạo bổn thể và tự tánh song phương của họ đều là như nhau tự tánh danh từ trong kinh phật thì có rất nhiều cũng gọi là pháp thân pháp thân bồ tát có ý nghĩa chính là chứng được tự tánh tự tánh là gì ngày nay trong triết học thì gọi là bổn thể nó có thể sanh dạng pháp dạng pháp là một thể tự tánh bổn thể nó không phải là vật chất nó cũng không phải là tinh thần nó là duy nhất vĩnh hằng bất biến gọi là bổn thể thế xuất thế gian hết thảy pháp đều là từ nó mà biến hiện ra chúng ta ở trong phòng thu hình chúng ta dùng tỷ dụ để nói cho rõ để mọi người càng dễ dàng thể hội được hơn bổn thể là gì chúng ta dùng màn phản quang chính là bổn thể Cái màn hình này có thể hiện Hết thảy pháp Hết thảy pháp này Chính là phía trước đã nói Quá khứ hiện tại vị lai Thế suốt thế gian hết thảy pháp Lớn Thì không có biên giới nhỏ thì cũng không có thật sự lớn nhỏ là khái niệm sẵn sinh ra từ trong vọng tưởng của chúng ta trên thực tế thì có hay không tự tánh thì không có lớn nhỏ nó ở đâu nó hiện tướng chúng ta liền phát hiện nó tồn tại nó không hiện tướng khi nó không hiện tướng thì chúng ta không biết gì về nó cho nên nói kỳ đại vô ngoại kỳ tiểu vô nội năng hiện hết thảy dạng pháp sở hiện thì chúng ta biết còn năng hiện thì chúng ta hoàn toàn không biết cho dù hiện chúng ta vẫn là không biết vì sao vậy chúng ta đã mê ở trên hình tướng Sáu căn, sáu trần, sáu thức Chúng ta không biết Nhưng mà Thành Phật rồi thì liền biết Vì sao vậy? Vì họ đã đem nhân duyên không biết đó Đoạn trừ rồi Thế nào gọi là không biết Cởi tâm động niệm không biết Chúng ta mắt thấy sắc Sau khi thấy xong Thì chấp trước Gọi là trước tướng Trước tướng là mê tự tánh chúng ta nhìn không thấy bổn thể cũng nhìn không thấy hiện tướng thì chúng ta nhìn thấy cũng giống như màn hình hình ảnh xuất hiện ra hình ảnh thì chúng ta nhìn thấy màn hình thì không biết căn bản là chúng ta không hiểu là còn có cái màn hình năng hiện sở hiện việc này thì không biết rồi nguyên nhân là gì Mê rồi Khởi tâm động niệm Thì liền mê rồi Phân biệt chấp trước là mê rồi Mê hoặc điên đảo nghiêm trọng Chúng ta Đang đọc kinh điển Đại Thừa Kinh điển Tiểu Thừa Tổ sư Đại Đức Đều dạy chúng ta Nhìn thấu buông xuống Chúng ta có làm được không? Không có làm được Chúng ta vẫn là Không ngừng tiếp tục nâng cao Vọng tưởng phân biệt chấp trước Đối với việc hết thảy chúng sanh Thể tánh bình đẳng Mà trên kinh đã nói thì hoàn toàn không biết Thể tánh chân thật là bình đẳng Năng hiện hết thảy pháp Tuy hiện hết thảy pháp nhưng không phải thật sự có hết thầy pháp tồn tại hết thầy pháp chỉ là huyễn tướng mà thôi trên kinh hoa nghiêm có một câu kinh văn rất quan trọng người học phật nhất định phải ghi nhớ thời thời khắc khắc không được quên đem ra đối chiếu thì sẽ có lợi ích rất lớn Câu nói này chính là chân tướng Của hết thảy Pháp Bất luận là quá khứ, hiện tại hay vị lai Phật nói với chúng ta Một cái móng tay Một cái búng tay này Sáu căn mà chúng ta tiếp xúc với hiện tượng của sáu trần này Bất khả đắc Vì sao vậy? Vì thời gian tồn tại của nó quá ngắn Tốc độ sanh diệt của nó Nhanh đến mức độ nào vậy Phật nói với chúng ta Trong một giây Một khẩy móng tay là một giây Có 320.000 tỷ ý niệm Tất cả hết thảy Pháp của dạng Pháp Là ý niệm sanh ra Ý niệm năng sanh Nhưng mà Sanh rồi nó liền diệt mất Diệt rồi thì cái thứ hai lại sanh Tốc độ quá nhanh rồi Chúng ta nhìn thấy thì cứ ngỡ là có Thật sự là giống như việc chúng ta Xem trên màn hình TV hiện nay vậy Chúng ta xem những hình ảnh hiển thị trên màn hình Những hình ảnh này Là từng giây từng phút Đang ở đó nhấp nháy Tốc độ quá nhanh rồi vết tích của từng giây từng phút chúng ta đều không có nhìn ra được nhìn thấy những cảnh tượng hình ảnh đó dường như là thật vậy thế giới này nói với bạn là giả thì bạn dễ nhận ra không khó để lý giải trong kinh điển đại thừa mà Phật nói cho chúng ta. Nói biến pháp giới hư không giới chư Phật sát độ. Hình tướng của chúng sanh. Chúng ta từ chỗ này. Từ chỗ Phật giảng kinh thuyết pháp. Từ từ làm quen chỉ việc thể hội Cảnh giới bên ngoài Quá khứ hiện tại dị lai Cái giả tướng này Thời gian mà nó tồn tại Là một phần 32 ức Chúng ta khó mà tưởng tượng được Không chỉ là 32 ức thôi Mà còn cái đơn vị phía sau nữa là Bách thiên Một cái bách thiên là 100 ngàn 32 ức mà nhân với 100 ngàn Đây là mắt chúng ta nhìn thấy Tai nghe được Thân có thể tiếp xúc được Cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần Thì ra là một sự việc như vậy Bạn thật đã làm rõ được rồi, làm thế nào mới có thể rõ ràng được, buông xuống. Đây gọi là tu hành. Mắt. Tu ở trên sắc trần. Mắt thấy sắc. Không khởi tâm không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây gọi là công phu Công phu của bạn rất sâu Bạn dụng công, cân mẫn Và chịu khó, niệm niệm đều đang tác quán Bất luận là vào lúc nào Bạn vẫn cứ là nắm chắc vấn đề này Thời gian lâu rồi công phu liền thành tựu đây gọi là định công đây gọi là thiền định công phu sâu rồi dần dần tâm sẽ định trở lại không thể không sâu nhìn thấy hết thảy pháp bất sanh bất diệt đó là pháp thân bồ tát là đại bồ tát không phải tiểu bồ tát. Tiểu bồ tát không có cái công phu này. Bồ tát có 51 cấp bậc. Càng lên cao thì càng gần với chân tướng sự thật. Chân tướng là gì? Thể tánh bình đẳng, quyết định không phải hai. phật ở đâu thể tánh của phật cùng với thể tánh của tôi cùng với thể tánh của bạn cùng với thể tánh của mọi người là bình đẳng không hai thành phật có dễ dàng hay không rất dễ dàng buông xả là được vì sao bạn không buông được vậy? Bạn dùng thói quen rồi Vọng tưởng phân biệt chấp trước Đã biến thành thói quen của bạn Vừa gặp phải Thì vọng tưởng phân biệt chấp trước liền khởi tác dụng Thiền định không khởi được tác dụng Thiền định là buông xuống Buông xả Thì ra là như vậy Không buông xuống Thì bạn là phàm phu lục đạo Buông xuống bạn là Pháp thân Bồ Tát Toàn bộ đều buông xuống Một tơ hào cũng không nhiễm Vậy thì bạn thành Phật rồi Thành Phật thì có lợi ích gì? Kinh Hoa Nghiêm mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng Chúng ta không cần phải học Tất cả đều hiểu Toàn bộ đều hiểu rõ Thấu đáo Chân thật là như phía trước chúng tôi đã nói Trí huệ hiện tiền Chỉ cần buông xả trí huệ liền hiện tiền Gọi là vô sư trí Không cần có thầy giải Trí huệ vốn có của tự tánh liền hiện tiền Tất cả trí huệ Mà các thánh hiền Đã dùng để giáo hóa chúng sanh Tự nhiên trí Bình đẳng trí Cùng với chư Phật Như Lai là bình đẳng Toàn bộ đều hiện tiền Phiền phức của chúng ta hiện nay là Thường thường đọc kinh Biết được có cái việc này Trên thực tế thì công phu lại không đủ Vọng tưởng tập khí thì quá sâu quá dày Biết được đây là giả Cần nên phải buông bỏ Nhưng vẫn cứ khăng khăng không buông được Hết thảy buông xả được rồi Mà cái buông xả này vẫn chưa buông xả Đến lúc nào thì có thể chân thật buông xả vậy phải luyện công phu Cho nên việc tu định Không phải là trong thời gian ngắn Năm ba năm đắc được định Định đó là tiểu định Thời gian rất ngắn Cũng đã xem như là không tệ rồi Chúng ta không thể làm được như Đại sư Huệ Năng Ngài vừa ngồi xếp bằng Thi liên nhập định Nhập định là gì? Thế thảy Pháp Mười phương ba đời Dần dần đều hiểu rõ thấu suốt hết Hiểu rõ như thế nào Chiếu kiến Bạn sẽ đều nhìn thấy được Bạn không có phân biệt Không có chấp trước Không có vọng tưởng Bạn nhìn thấy được chân tướng sự thật Chân tướng cùng với những gì Phật nói ở trên kinh là hoàn toàn tương đồng nhập cảnh giới phật trí huệ của phật bạn hoàn toàn khôi phục rồi thì ra trí huệ của phật không phải là từ bên ngoài vào mà là tự tánh vốn có cho nên thể tánh bình đẳng quyết định không phải hai phàm phu và phật phàm phu đã thành phật rồi phải cần thời gian bao nhiêu lâu đại sư huệ năng ở trước mặt ngũ tổ chỉ một câu nói mà liền khai ngộ vì sao chúng ta nghe ngũ tổ giảng kinh thuyết pháp mà không thể khai ngộ vì sao vậy nên nhớ bởi vì bạn không rời xa được vọng tưởng phân biệt chấp trước khởi tâm động niệm đã chướng ngại mất bạn không có nhìn thấy đại sư huệ năng có bản lĩnh ngài buông xuống ngài không có chướng ngại cho nên chỉ một câu nói mà ngài liền có thể triệt ngộ chúng ta thì vọng tưởng tạp niệm quá nhiều thấy sắc cũng như vậy nghe tiếng thì cũng như vậy mắt tai mũi lưỡi thân gọi là ngũ căng những gì mặt ngũ căng tiếp xúc thì gọi là ngũ trần Trần là gì? Là đối tượng là sắc thanh hương vị xuất pháp Khi vừa tiếp xúc phải liền khởi cái gì? Không khởi thiền định Đại sư Huệ Năng Ngài khởi là định Định là gì? Rõ ràng, minh bạch, thông suốt, thấu đáo Như như bất động cho nên chỉ có một câu nói Mà Ngài có thể minh tâm kiến tánh Bất luận là câu nói nào Không có cố định Pháp vô định Pháp Càng huống hộ Pháp đều không phải là thật Tất cả hiện tượng cũng không phải là thật Sáu căn sáu trần sáu thức đều không phải là thật bao gồm ý thức ý thức là ý niệm kinh văn ở đây nhất thiết chư phật tất tri tam thế nhất thiết chư phật 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 đạo đồng minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ có tốt hay không tốt chúng ta có muốn hay không muốn nếu muốn thì phải thật sự dụng công dụng công chính là không trước tướng chính là luyện cái này mắt không thể không thấy tai không thể không nghe ở trong cảnh giới thấy nghe đó học tập việc không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước đây gọi là buông xuống bởi vì khởi tâm động niệm là giả không phải là thật nhưng giáo hóa chúng sanh Tiếp dẫn chúng sanh Không thể không dùng đến phương tiện này Giảng kinh là một cái phương tiện Phổ biến nhất Ngoài giảng kinh ra Có thể đem tất cả những nguyên lý Nguyên tắc đã nói ở trên kinh Biểu hiện ra trong cuộc sống thường ngày Người lợi căng Nhìn thấy những động tác này của bạn họ khai ngộ. Họ nhìn thấy điều gì? Nhìn thấy bạn không tính toán so đo, nhìn thấy bạn không phân biệt. Họ cũng buông xả. Họ buông xả thì liền giống như bạn. Chính là hết thảy chư Phật. phật ở đâu vậy phật ở trong tâm của bạn đây là lời thật tâm có chân có vọng chân tâm khi không có khởi tâm động niệm thì gọi là chân tâm khởi tâm động niệm thì gọi là vọng tâm từ sáng đến tối Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Tự mình Bất luận là đi, đứng, nằm, ngồi Bất luận là gì? Hết thảy đều không khởi tâm không động niệm Chúc mừng bạn Bạn thành Phật rồi những kinh văn này có cần phải học không? Không cần nữa. Bạn vừa mở ra một câu là hiểu được rồi, toàn bộ đều hiểu cả. Câu câu đều hiểu. Cho nên công phu của Phật pháp, tu hành của Phật pháp, trí huệ của Phật pháp toàn bộ đều là từ nhìn thấu buông xuống mà có chúng ta chân thật hiểu được bốn chữ nhìn thấu buông xuống này chân thật y giáo phụng hành công phu đắc lực rồi thì không có khác gì so với chư bồ tát làm sao để nâng lên cao hơn nữa vậy vẫn phải là buông xuống vẫn phải là nhìn thấu chính là dùng bốn chữ này từ sơ phát tâm đến quả địa như lai nhất định không hề thay đổi bảo đảm là bạn sẽ thành tựu hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi Một sứ giả hòa bình Vì thiên địa lập tâm Vì sinh dân lập mạng Vì vạn thánh kế tuyệt học Vì vạn thế khai mở thái bình Toàn tâm toàn lực Vì nhân dân phục vụ Đó mới chính là một sứ giả cẩn dịch bằng biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này tra nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật